Kính chào quý ông bà, cha mẹ, anh chị em đang coi chương trình Đài Việt Mỹ TV 14.6. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em đã giữ làn sóng này. Đài truyền hình non trẻ rất là nhiệt tình muốn cung cấp những thông tin tốt và hữu ích cho cộng đồng chúng ta. Ngày hôm nay cháu là Dược sĩ Duy Mai again, thêm một lần nữa xin vui lòng đến đây để mà trình bày cho các ông bà và anh chị em một số những tin tức mới về sức khỏe và cũng như trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Thì gần đây thì vừa rồi ngày thứ sáu, các ông bà và anh chị em đã biết là ở trên nước Mỹ này, chính phủ Mỹ, cơ quan y tế FDA đã chấp nhận cái việc sử dụng khẩn cấp của cái thuốc vaccine của cái hãng Pfizer BioNTech gần cuối ngày thứ sáu thì approve. Thế là trong cuối tuần vừa qua, thuốc đã được phân bố đi tất cả các nơi rồi. Bây giờ đang là buổi trưa ở California, hơn 1 giờ trưa California, thì tính cho đến bây giờ thì đã có nhiều nơi trên nước Mỹ và những nước khác ở trên thế giới, người ta đã bắt đầu người ta sử dụng cái thuốc này rồi. Người ta đã có nhiều nhân viên y tế, đầu tiên đầu là các nhân viên y tế và các những người trợ giúp ở các trung tâm bệnh người già được chích trước. Sau đó rồi đến những các cái người bị những người lớn tuổi, những người mà high risk cao, họ có những cái tiêu chuẩn, những ưu tiên thứ tự cả. Thế thì đề tài của hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện, sẽ xoay quanh vấn đề chủng ngừa. Xin mời quý ông bà và quý vị theo dõi nhé. Thứ nhất thì tất cả trong vòng mấy tháng nay, tất cả toàn thế giới, tất cả dân chúng Mỹ bao gồm cả chúng ta đều rất là nôn nóng, lo âu, sợ sệt vì cái con cúm coronavirus. Bây giờ đã có một cái vị cứu tinh, đó là cái thuốc chủng ngừa đã ra rồi. Thì chúng ta cứ từ từ, chúng ta sẽ đăng ký với văn phòng bác sĩ, các cái nhà dược phòng của mình, các tiệm thuốc Tây. Ta đăng ký ở tôi là tên đó, tôi muốn đăng ký chích, lúc nào có thì gọi cho tôi với, hay là lúc nào có thì gọi cho tôi, hay là tôi phải làm hẹn như thế nào, xin quý ông bà và liên lạc với là các văn phòng bác sĩ của mình. Thế thì cái ngoài cái việc mà chích ngừa cúm coronavirus, có một vấn đề rất là quan trọng khác mà cả năm nay chúng ta hầu như đã quên hết, mà cái chuyện này nó cũng rất là quan trọng, đó là các cái loại chích ngừa thông thường khác trước khi cái con cúm coronavirus này nó xuất hiện ở trên nước Mỹ, xuất hiện ở trên thế giới. Thì mình cũng đã có những cái loại chủng ngừa khác rồi, các cái loại chủng ngừa về ngừa cúm hàng năm, ho gà, sải uốn ván, quai bị, các cái cúm người chích ngừa phòng ngừa bị tê bại liệt, các loại chủng ngừa đó nó cũng rất là quan trọng các ông bà và anh chị em. Mà gần đây tính ra là cỡ gần một năm trôi qua rồi, cái con virus này nó bắt đầu xuất hiện khoảng tháng 12 năm 2019 đến bây giờ tháng 12 năm 2020, đã gần một năm trôi qua rồi. Tại vì cái sự ảnh hưởng của nó quá sức là ghê gớm, mà nó làm cho một cái sự sợ hãi lan tràn trên sắp toàn thế giới và cả nước Mỹ. Nhiều chính phủ ở các cái bộ phận từ tiểu bang, từ quận hạt, thành phố đến tới liên bang đã có những cái lệnh cấm không cho ra ngoài ở các cái thời điểm khác nhau. Sau đó rồi lại buông lơi ra, xong rồi lại phải chú ý lại, rồi ngoài ra rồi còn có những cái biện pháp phòng ngừa khác, đứng cách xa nhau ra, tránh không nên tụ tập, đeo mặt nạ, đeo cái mask ở bên ngoài. Đó là những cái phòng ngừa đó như vậy. Nhưng mà chúng ta lại quên đi, hoặc là chúng ta sợ, rồi chúng ta quên, chúng ta không có đi chích những cái loại ngừa, chích ngừa khác. Các cái trẻ em, các cái đôi bạn ở trong lứa tuổi mới lập gia đình, có sinh ra các em bé, con còn bé mới đẻ ra, trẻ các cháu bé sơ sinh ra, nó cũng phải cần được những cái chích ngừa rất là quan trọng. Những cái chích ngừa đó nếu mà không có tiêm ngừa cho các cháu thì các cháu sau thời gian một vài năm nữa thôi, chứ không có, nó không thấy cái kết quả xấu ngay lập tức đâu, sẽ vài tháng nữa, vài năm nữa mình sẽ thấy nó có những cái kết quả rất là tai hại, rất là tai hại. Thế thì ở gần đây thì nó có một cái terminology, nó có một cái từ mới mà bây giờ chúng ta mới được nghe gần đây, nó gọi là twindemic,
Twin làm sao? Twin là những người có twin là có sinh đôi phải không? Sinh đôi, sinh con một lúc, có hai đứa một lúc. Thì bây giờ người ta gọi twindemic là hai cái nạn dịch cùng một lúc. Hai cái nạn dịch cùng một lúc, cái nạn dịch về coronavirus, cái cúm và coronavirus này chúng ta đã biết rồi. Nó đã một năm nay nó đã quậy phá trên toàn thế giới, nó gieo rắc sợ hãi chết chóc ở rất là nhiều nơi rồi. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu có vaccine rồi. Thế còn cái dịch cúm thứ hai, cái dịch cúm cũ, các dịch cúm cũ hàng năm mình vẫn chích ngừa thì sao? Chúng ta không được lơ là với những cái dịch cúm đó, nó cũng rất là nguy hiểm. Hàng năm nó cũng rất là nhiều trăm ngàn người, nhiều triệu người bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta vì sợ cái con coronavirus này, chúng ta cứ đóng cửa ở nhà, chúng ta ngần ngại quá, chúng ta không có liên lạc với bác sĩ để mà đi chích ngừa, không có cho con mình đi chích ngừa để mà follow up với các bác sĩ, chích mũi thứ nhất là ngày đó, chích mũi thứ hai là ngày kia, tháng nọ. Thì bây giờ vì cái việc cái con coronavirus này nó làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, vì cho nó cái số lượng người mà được tiêm chủng hàng năm nó bị suy giảm quá nhiều. Con số thống kê nó cho ra thấy là có những cái chủng ngừa hàng năm trong cái năm 2019-20 này nó giảm tới 45%, 50% ở một số các nơi trên nước Mỹ và trên toàn thế giới. Đó là một con số rất là nguy hiểm. Quý ông bà và anh chị em lớn tuổi hãy nhớ rằng là trước khi mà người ta phát minh ra cái thuốc chủng ngừa này cách đây vài chục năm đó, thì hàng năm trên thế giới chúng ta cái số lượng người bị chết vì các cái bệnh dịch nó nhiều lắm, nó chẳng hạn như nó tới vài chục triệu người ở đây này. Thế thì sau khi mà có cái chích, người ta phát minh ra cái thuốc chủng ngừa đầu tiên đó, người ta dùng vô thì cái số người mà bị chết từ từ nó giảm dần đi, nó giảm dần đi một cách rất là nhanh chóng, và nó cứu được bao nhiêu là triệu người mạng sống trên toàn thế giới này đó. Thế thì không vì cái con coronavirus này mà chúng ta lại lơ là những cái đó. Nếu mà chúng ta lơ là thì chúng ta sẽ lại bị cái số người tử vong nó sẽ lại lên cao như thế này, nó sẽ lại rất là nguy hiểm đó. Bây giờ mình đã đang có cái con coronavirus rồi mà mình lơ là những cái cũ đi thì nó lại tấn công mình nữa. Những cái đó nó có làm cho mình chết không? Dạ có, chúng nó có làm cho mình chết đấy, thì chết đến bị thương nguy hiểm lắm. Cái con cúm cũ đó, cái cúm cũ thôi á, nếu mà nó có thể nó gây đến nhiều triệu người chết trên thế giới hàng năm đó, là nó có thể nó có ảnh hưởng đến up to đến 82 triệu người là bị bệnh vì cái con vì cái cúm cũ nha, cái cúm cũ cúm hàng năm mà mình hay chích đó, 82 triệu người là bị nhiễm trùng là cái kết quả, là cái hậu quả từ cái việc bị nhiễm cái cúm thông thường ra, sau đó rồi bị các cái bệnh khác, 60 mấy triệu người, 65 triệu người là bị lây lan có các cái bệnh khác, bệnh về phổi, bệnh về tim, rồi 30 triệu người vì cái bệnh cúm, những cái cúm đó mà phải đi thăm các văn phòng bác sĩ này đó. Thế thì nó gây ra những cái chi phí rất là nặng nề trong xã hội, rồi khoảng cỡ chừng vài trăm ngàn người là phải vào nhập viện đó cơ. Đó, vài trăm ngàn người phải nhập viện, và cái số người bị chết nó cũng là rất là nhiều trăm ngàn người bị chết khắp nơi trên thế giới. Cho nên chúng ta vì cái con cúm coronavirus này, nhân tiện chúng ta vừa có tin mừng được cái thuốc chủng ngừa mới của con coronavirus, chúng ta nhớ lại rằng là mình cũng phải nên đi chích ngừa những cái bệnh cúm khác. Bệnh cúm theo mùa và những cái mùa lạnh như thế này là những cái bệnh cúm influenza chúng ta phải đi chích. Rồi chúng ta những người lớn tuổi, các ông bà, cha mẹ, cô chú bác lớn tuổi, mình phải chích những cái chích ngừa khác. Chẳng hạn chích ngừa phòng ngừa rời leo này, rồi chích ngừa viêm phổi này, đó, rồi chích ngừa sài uốn ván này, rồi chích ngừa các cháu bé thì có các cái chích ngừa về viêm gan B, viêm gan C, rồi các cái chích ngừa về phòng quai bị này, rồi ban sởi, ho gà, sài uốn ván, bệnh bại liệt ấy. Những cái hồi thập niên khoảng 40 mấy ở Việt Nam chúng ta, những cái quốc gia nghèo, có rất một số người vì không có hoàn cảnh thích hợp mà không có được cho con em của mình đi chích những cái phòng ngừa đó,
Cho nên có một số người bị các cái căn bệnh quái ác đó nó lây lan, nó dính vào trong người mình, và nó là thành có một số người bị tật nguyền, hoặc là thậm chí có những người bị mất mạng một cách rất là đáng tiếc, có thể phòng ngừa được. Thế thì nói về cái chuyện chích ngừa đó, đó thì nó có liên quan tới cái cúm coronavirus này. Hiện nay chúng ta bây giờ cho đến ngày hôm nay á, chúng ta có tổng cộng khoảng độ chừng 303 cái nghiên cứu khác nhau trên toàn thế giới. Dạ, có 303 các cái nghiên cứu khác nhau trên toàn thế giới, nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh, nước Tàu, nước Ấn Độ, nước này nước kia, họ làm cộng lại khoảng độ 303 cái nghiên cứu khác nhau. Họ nghiên cứu về thuốc, họ nghiên cứu về các cái chủng ngừa vaccine, rồi họ nghiên cứu về các cái gọi là behavior, tức là các cái phản ứng của con người, tâm lý của con người đối với lại cái bệnh coronavirus này nó như thế nào. Thế thì nó có một cái cũng rất là hay mà hôm nay cháu muốn mang đề cập tới cho quý ông bà và anh chị em nghe. Thế là có khoảng độ chừng ba cái nghiên cứu, họ nghiên cứu về những cái thuốc trị giúp những người mà thông thường người ta hay uống bán rất chạy, những cái thuốc mà bán về thuốc depression, fluoxetine, những cái thuốc đó nó thông thường nó làm cho con người ta vui vẻ, nó làm cho người ta tránh phiền muộn, tránh lo âu. Thế thì người ta tình cờ người ta thấy rằng là cái thuốc này hình như nó cũng giúp cho cái người mà uống thuốc nó chống được là cái bệnh coronavirus. Thế thì hay quá. Thế thì mình mới ngồi mình ngẫm nghĩ lại. Thế thì khi mà mình mà vui vẻ, mình khỏe khoắn, mình yêu đời thì chắc là cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó khỏe lắm. Thành ra cái con virus nó khó lỏng nó vô người mình được hơn. Thế còn nếu mà gặp chúng ta, nếu mà chúng ta lo lắng, sợ sệt, ủ dậu, lúc nào cũng buồn phiền, thế thì chẳng riêng gì cái con coronavirus, tất cả những cái bệnh khác, những cái người mà lo âu buồn phiền nó cũng dễ nhắc mắc cái bệnh đó. Thế thì khi mà chúng ta vui vẻ thì là trong người mình nó tiết ra các cái chất kích thích tố, các cái nội tiết khác mà nó làm cho người mình hưng phấn lên, nó làm cho người mình vui vẻ, và thế là các cái cơ quan, các cái bộ phận khác ở trong người mình nó hoạt động một cách đồng bộ với nhau, và nó làm cho mình khỏe, và nó chống được là các cái giặc ngoại xâm ở bên ngoài, giống như là về thời tiết, về vi trùng tấn công do người mình, hoặc là virus tấn công qua đường hô hấp, đường các cái mucous membrane hay là mắt mũi này kia. Đó, thế thì khi mà chúng ta đi ra ngoài trong những cái điều kiện gần đây á, người ta cứ khuyên là mình phải hay rửa tay thường xuyên ha, mình phải rửa tay thường xuyên, đeo bao tay hoặc là đeo cái mask này kia, đeo cái mask làm chi, để mà lỡ mình đứng gần ai đó, người ta đứng xa xa cách mình 5 7 thước, người ta ho hay người ta hắt xì, lỡ chẳng may cái người đó người ta hắt xì ra nó có dính cái con virus ở trong cái bụi nước bọt đó mà nó bay, xong rồi mình đứng gần nó rồi mình hít vào, khi mình hít vào thì nó dính vào các cái màng nhầy ở trong mũi mình đây, hoặc là nó dính vào tay mình, đụng chạm chỗ này hay mình bắt tay cái người mà bị ốm mình không biết nó dính ở đâu ở trên đây này, xong mình bị ngứa mắt quá mình đưa tay lên mình dụi mắt, mình đưa tay lên mình dụi mắt ha, hoặc là mình ngứa mũi mình đưa tay mình vuốt mũi hay là mình móc mũi, thế là cái con virus đó nó chạy dính vào trong người mình, nó dính vào trong cái nước mắt ở đây, nó dính vào trong cái chỗ cái màng nhầy ở mũi hay ở miệng ở môi mình cầm đồ mình ăn nó dính vào. Thế thì những người mà bị đi test positive á, tính cho đến hôm nay ở trên nước Mỹ á, cái số người mà confirm mà test positive là khoảng hơn 16 triệu người, 16 triệu 800 ngàn người. Và cái số người mà được chữa trị mà hồi phục hoàn toàn là độ 9 triệu 700, hơn 9 triệu 700 ngàn người. Có nghĩa là hơn hơn một nửa, khoảng 60-70% gì đó. Thế thì còn cái số người chết là khoảng 300 ngàn người, đã quá 300 ngàn người rồi. Thì trong số những người chết 300 ngàn người này đó thì họ họ nói là chết vì có liên quan đến coronavirus trực tiếp hay gián tiếp, lý do này lý do kia, họ có thể họ có thêm một cái bệnh thứ hai hoặc một cái bệnh thứ ba, hoặc có thể là họ họ cũng có test coronavirus, họ test positive đó, xong rồi họ vào bệnh viện, thì trong khi chữa trị ở bệnh viện nó lại sinh ra những cái chuyện khác ngoài lề, mà những cái chuyện khác ngoài lề đó nó nguy hiểm đến mức độ nó lấy là luôn cả tính mạng của những người đó, thì những người đó họ cũng được kể là chết ở trong cái số coronavirus này. Thì có một số việc mà
Riêng cá nhân cháu thì cháu muốn chia sẻ với lại quý ông bà, cha mẹ và anh chị em như thế này, là nếu mà có thể được thì chúng ta cố gắng chúng ta bảo trì sức khỏe của mình, bảo vệ chính bản thân của mình bằng cách là mình phải có giấc ngủ đầy đủ nhé. Mình phải có giấc ngủ tốt, giấc ngủ đầy đủ, ít nhất là từ 6 tiếng cho đến 8 tiếng mỗi một ngày. Bây giờ mình lo lắng là mình đi làm kiếm tiền, hay là mình lo về sắc đẹp của mình, hoặc là mình phải hơn thua đủ với người này người kia, nhưng mà cái sức khỏe của mình mà đến ngày mai mà nó không có nữa, ngày mai ông trời ông gọi mình đi rồi, thì bây giờ cái số tiền 200-300 ngàn ở chỗ kia để làm gì, hay là cái account này tôi sẽ để cho ai, hay cái xe nọ ai sẽ lấy. Sức khỏe của mình nó là quan trọng nhất. Mình sẽ cố gắng mình giữ sức khỏe của mình trước. Mình giữ bằng cách nào? Mình phải có một giấc ngủ đầy đủ nha. Giấc ngủ phải ưu tiên, giấc ngủ ưu tiên hàng đầu. Khi mà mình lên giường mình đi ngủ, mình cố gắng mình không cầm iPad nữa, mình không cầm iPhone, mình tắt cái remote của cái TV ra đằng xa xa đi, không có cho mình cái tay của mình đụng đến nó nữa. Đóng cửa lại, nhắm mắt, tắt đèn tối đi. Những cái gì mà những cái nguồn mà phát ra những cái âm thanh thì mình phải đóng cửa lại hoặc mình tắt đi, không có cho tiếng động ồn ào, để cho mình có một cái giấc ngủ đàng hoàng. Tất cả những cái gì lo âu phiền muộn trong người của mình và trong đời sống của mình, nhớ mình bỏ nó ra để cho mình được ngủ một giấc ngủ tốt. Khi mình ngủ tốt, sáng mình thức dậy tự nhiên là thấy người mình nó khỏe khoắn. Thế thì trong số hơn 16 triệu người, hơn 16 triệu người mà bị test positive, hơn 9.700.000 người mà đã được hồi phục rồi, thế thì nó có một cái số chênh lệch. Cái số một số chênh lệch ở đây là cái số mà test positive mà chưa được hồi phục, thì cái số đó đang ở đâu? Những cái số đó đang ở đâu? Họ đang ở nhà thương. Thứ nhất là họ đang ở nhà thương. Thứ hai, hoặc là họ đang tự biệt lập, cách lập ở nhà. Hoặc là cái thứ ba, họ vẫn đi làm. Vì hoàn cảnh họ vẫn phải đi làm, vẫn phải đi ra ngoài tiếp xúc, nhưng mà họ cẩn thận, họ đeo bao tay, họ đeo mask. Thế thì những cái con số mà nằm ở giữa như vậy, tức là test positive mà chưa chết, không chết, mà chưa hồi phục, thế thì cơ thể của họ trời sinh ra nó có những cái khả năng kỳ lạ mà bây giờ tất cả các cái nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới cũng chưa cách nào mà hiểu hết được cái sự kỳ diệu trong cơ thể con người nó work như thế nào. Nhưng mà cơ thể chúng ta nó có những cái khả năng kỳ lạ. Đó, thế thì những cái người trong cái khoảng đó, cái cơ thể của họ đang đánh nhau với cái con virus đó. Thế thì khi mà nó đánh nhau, lính của mình đi đánh giặc, thì giờ mình giúp lính của mình bằng cách nào? Mình cho lính của mình giấc ngủ đầy đủ, xong rồi mình phải ăn uống, mình ăn uống đầy đủ chất bổ nha. Cái viên bé bé mà multivitamin, nó bé bé như là cái hột đậu phộng, nó quan trọng lắm quý ông bà, cha mẹ, anh chị em. Nhớ là mình uống một cái viên nó mỗi ngày một lần. Ngoài ra các cái thuốc khác vô cùng nổi tiếng trên thế giới mà nó có cả bao nhiêu trăm năm ở đây rồi, đó là cái vitamin C. Cái vitamin C bao nhiêu đời nay ai cũng biết, nó là cái chất mà nó giúp hệ thống miễn nhiễm của mình. Nó rẻ chê. Mình chỉ có bỏ ra 3 đồng đến 5 đồng mình mua được một chai cả trăm viên, mình uống cả một 2-3 tháng. Mình chia cho người nhà mình uống, nó vừa antioxidant, nó vừa chống hệ thống miễn nhiễm, rẻ tiền vô cùng. Còn những người nào mà còn thích nữa thì vắt nước chanh uống. Rồi thêm một yếu tố nữa là mình biết là cái con virus này á, nó không có chịu đựng được cái nhiệt độ nóng nhá, không chịu đựng được nhiệt độ nóng. Thành ra mình cứ đi đâu về, mình rửa tay bằng nước ấm, mình vào trong bồn tắm mình tắm nước nóng sạch sẽ. Trong khi mình tắm nước nóng sạch sẽ như vậy á, nước nó sẽ rửa đi các cái chất bụi bẩn, các cái nguyên nhân gây bệnh hay các cái nguyên tố có thể nó sẽ làm cho mình bị bệnh, nó làm mình yếu, nó sẽ rửa, nó trôi đi đó. Rồi các cái chất kẽm này, chất dinh này. Gần đây thì có nhiều nghiên cứu, nó cũng đang nằm trong số 303 cái cuộc nghiên cứu trên toàn thế giới đó. Cái chất kẽm này, chất kẽm, chất dinh, rồi cái chất mà thuốc stress này. Chúng ta có nhiều cái cuộc tranh cãi nói về cái thuốc stress. Thì riêng cá nhân cháu thì cháu cũng có cái quan điểm này. Cá nhân cháu thì cháu thích cái thuốc stress. Tại vì cái thuốc đó nó có vẻ là nó work đấy. Nhưng mà tại vì bây giờ thuốc đó chẳng có ai làm chủ trì công đạo cho nó. Những cái thuốc khác mới bây giờ đó thì còn có cái hãng này, hãng kia,
hãng Pfizer hay là hãng Johnson Johnson đứng ra bỏ ra 5 triệu chỗ này, 7 triệu chỗ kia để mà làm các cái cuộc thử nghiệm. Thế còn cái thuốc mà thuốc sốt rét hydroxychloroquine chẳng có ai bỏ tiền ra, hoặc là bỏ ra một cách rất là ít, rất là lơi là. Nếu mà nó thành công thì chẳng có ai, hãng thuốc nào nó có lợi gì mấy, thì nó chẳng có được mention gì mấy. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cái report từ các bác sĩ hoặc các trung tâm y tế chỗ này chỗ kia, họ có những kết quả thử nghiệm rất là tốt. Thế thì có những cái thuốc sốt rét nó nằm dưới cái hình thức này, hình thức khác, nó có ít milligram hơn, nó chưa cần phải bị kiểm soát bởi chính phủ, nó được bán ở ngoài over the counter, chẳng hạn như Quercetin. Những cái thuốc đó quý ông bà có thể đi lên trên online internet mình mua được từ Amazon, từ eBay, mua những cái thuốc đó. Thì những cái đó này, những cái thất nó có chất quinine, chất vitamin C, chất kẽm, selenium. Những cái chất đó, đó thì nó là các cái nguồn lực, các cái chất sinh tố, các cái thực phẩm mà mình đưa vào trong người mình để cơ mình nó giúp các cái chiến sĩ, các cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó chống lại với lại các cái con virus mà đang tấn công từ bên ngoài vào. Đó, đang có những cái người mà đang nằm trong cái khoảng từ trên nước Mỹ mà từ cái khoảng mà từ 9.700.000 người cho đến 16.000.000 mấy đó. Đó, cái khoảng số đó bao nhiêu triệu người đó là cơ thể của họ đang đánh nhau với cái con virus đó. Thế thì những người đó nên có những giấc ngủ tốt này, phải nên có vitamin C này, có multivitamin này, có các cái chất kẽm này, các cái selenium này. Những cái chất đó nó giúp cho các cái quân đội của cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó hùng hậu, nó khỏe lên để mà nó đánh nhau lại với cái thằng coronavirus. Thế thì có một số quý ông bà và anh chị em trong khoảng độ chừng một tuần gần đây, nhất là trong cộng đồng Việt Nam cũng khá dao động và xôn xao, tại vì thấy có một ít người mà mình quen biết có bị test positive, thế thì rất là lo lắng, ủ dột buồn sầu ở trong nhà. Thế thì cháu xin có một lời ngắn nhủ với những người mà có test positive rồi. Quý ông bà và anh chị em, nếu mình có test positive rồi mình cũng vẫn chưa sợ. Mình vẫn chưa sợ. Mình cứ cố gắng, mình ăn uống, mình ngủ nghỉ, mình biệt lập ra, mình không có tiếp xúc với ai. Mình uống vitamin C, mình xông nước nóng, uống các cái thuốc và theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, cơ thể mình nó có khả năng, nó sẽ có khả năng chống lại đấy, có thể sẽ có khả năng chống lại. Bây giờ nếu mà vào nhà thương thì nhà thương cũng đầy chỗ hết, không có nhà thương không còn đủ chỗ nữa. Quý ông bà và anh chị em nếu có biết ai hoặc là bản thân mình mà lỡ mà có test positive cũng chớ vội lo lắng nữa. Ông bà có nhớ hồi nãy cháu nói không, có những nghiên cứu họ thấy rằng là những cái người mà vui vẻ yêu đời thì cái khả năng miễn nhiễm của họ nó khỏe lên, họ dễ tấn công hơn, dễ tấn công lại cái con virus đó để mà giúp cho họ thoát khỏi cái bệnh này. Bây giờ thì xin quý ông bà và anh chị em theo dõi một ít quảng cáo để ủng hộ cho Đài Việt Mỹ TV 14.6. Sau phần quảng cáo chúng cháu sẽ quay lại trình bày tiếp cho quý ông bà và anh chị em. Xin chào quý ông bà và anh chị em. Cuộc sống bận rộn, nhiều lo toan, khiến bạn chịu nhiều áp lực rất lớn. Ăn uống và thể thao là cách mà Kim Hiền chọn cho mình để khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn vật chất. Rexonet cũng là một trong những thực phẩm mà Kim Hiền đã lựa chọn cho sức khỏe của mình. Kim Hiền muốn chia sẻ với cộng đồng người Việt loại yến xào của Indonesia có chất lượng cao mà giá cả lại hợp lý. Rexonet đã trở thành thương hiệu yến xào, một trong 10 thương hiệu có chất lượng tốt nhất tại Mỹ. Tất cả được chế biến hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Sử dụng hãy cùng Kim Hiền chọn Rexonet cho sức khỏe mình nhé. Mọi chi tiết liên lạc Việt Mỹ Home Shopping 14190 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, San Diego, Philadelphia, Virginia. Gọi số điện thoại 1-855-873-6327. Sau một ngày dài làm việc căng thẳng mệt mỏi và hao tốn rất nhiều năng lượng cho chúng ta, Khánh Trân xin giới thiệu đến quý vị một chiếc máy massage Trudy Tân Thời sản xuất năm 2020 với chức năng thư giãn giảm stress cho chúng ta. Bên cạnh đấy, máy massage Trudy Tân Thời còn trị liệu bệnh cho tất cả quý vị như là bệnh gai cột sống, bệnh của đường tiêu hóa
và chữa chứng bệnh tê tay cho quý vị, nhất là những quý vị làm trong ngành nghề nails, máy massage tri đơn thời, massage từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu của quý vị. Giá gốc là 6.900 đô la nhưng hiện giờ chỉ còn 4.500 đô la. Và quý vị xem một chương trình của Khánh Trân sẽ giảm cho quý vị là 600 đô la cho một chiếc ghế. Khánh Trân xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mọi chi tiết hãy liên lạc vào đài với số phone là 1855 873 6327, 1855 873 6327. Xin trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Phở hạt ngò, phở hạt ngò. Muốn ăn ngon quý vị hãy đến với phở hạt ngò. Phở Kobe chánh gốc, thơm ngon, đậm đà, tinh khiết. Mùi vị của phở hạt ngò bảo đảm thực khách sẽ hài lòng. Địa điểm mới được tọa lạc trên 10830 Warner Avenue, Fountain Valley, California 92708. Số phone 657-329-1272. Được mở cửa từ 7:30 sáng cho đến 10:00 tối mỗi ngày. Phở hạt ngò xin trân trọng kính mời. Chúng tôi, David Võ, CEO, Founder Việt Mỹ Media cùng ca sĩ Khánh Trân xin trân trọng giới thiệu website vietmynewspaper.com. Để quý vị được đăng rau vặt miễn phí, trước hết quý vị vào website vietmynewspaper.com. Quý vị nhìn bên tay phải, nhấn vào chữ rau vặt, sau đó nhấn vào chữ đăng ký và kéo xuống dưới để tạo cho username và password. Mật khẩu phải có một chữ hoa, một con số và 5 ký tự. Xong, thêm vào email và điện thoại, rồi nhấn chữ đăng ký. Từ nay, quý vị có thể tự đăng nhập nội dung rao vặt của mình. Nếu đã có nội dung trên website, chúng tôi sẽ đăng trên báo giấy miễn phí hoàn toàn cho quý vị. Nếu gặp khó khăn về kỹ thuật, xin gọi cho chúng tôi 714-277-0209. 714-277-0209. Việt Mỹ Entertainment and Banquet Center chuyên đảm nhận các tiệc lớn nhỏ, sinh nhật, gặp gỡ bạn bè, tiệc cuối năm cho hãng xưởng công ty, tiệc mừng thọ, tiệc hội đoàn, chùa chiền, nhà thờ, sau diễn, đài báo, private party. Trên 15 món ăn ngon tập khẩu vị người Việt Nam, khung cảnh sang trọng, sạch đẹp, lộng lẫy và hoàn toàn mới remodel. Âm thanh ánh sáng có 102 ở quận Cam. Đặc biệt, holiday season, đúc từ mùa lễ này được miễn phí. Âm thanh ánh sáng miễn phí, phần trang trí miễn phí, one man band miễn phí, MC. Giá bắt đầu từ 20, 25, 30 mỗi người. Chúng tôi đảm nhận quay video cho chương trình. Xin liên lạc 714-277-0209. Việt Mỹ Entertainment and Banquet Center trân trọng kính mời. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em, cha mẹ vẫn còn giữ cái làn sóng 14.6 của Việt Mỹ TV. Lần đầu, chương trình lúc đầu thì cháu đã có mention với lại quý ông bà, cha mẹ và các anh chị em có một cái terminology mới, twindemic again. Nó là cái hiện tượng mà mình trên dân chúng ở trên toàn thế giới bây giờ, chính là trên nước Mỹ đang bị tấn công bởi hai cái cơn dịch. Cái cơn dịch coronavirus và cái cơn dịch cúm hàng năm thông thường. Chúng ta không được coi thường các cái dịch cúm hàng năm thông thường nhé. Nếu mà chúng ta coi thường nó thì cái hậu quả của nó cũng rất là ghê gớm. Ngoài ra các cái chích ngừa khác cho các cái trẻ em, các cái cháu bé mới sinh ra newborn vài tháng cho đến các cái học sinh mà lứa tuổi đi học đại học, tất cả những cái khát chấp, những cái vaccine chủng ngừa chúng ta không được quên. Chúng ta không nên vì cái sự sợ hãi của coronavirus này mà chúng ta cứ ở nhà. Bây giờ có nhiều văn phòng bác sĩ họ rất là tử tế, các cái trung tâm y tế chỗ này chỗ kia họ giúp mình bằng cách rất là dễ dàng. Tức là nhiều lúc mình không có cần đi phải về văn phòng bác sĩ đâu. Mình chỉ gọi làm hẹn, xong rồi mình lái xe tới rồi mình cứ ngồi ngoài xe thôi. Mình hạ cái kính cửa sổ xuống, mình thò cái tay ra. Thế là bác sĩ hay y tá chích thẳng cho mình một cái ngay tay đó, sau đó mình đi thôi. Ký vào cái tờ giấy và cái form, thế là xong. Rất là dễ dàng, chúng ta không nên nhé. Khi mà có một cái số thống kê này nó cũng hay, tức là mỗi một đô la mà mình dùng ở trên cho cái việc mà chủng ngừa đó thì nó tiết kiệm cho chính phủ, tiết kiệm cho cái quỹ ích lợi cho toàn dân
độ khoảng 11 đồng. À, mình xài có 1 đồng thôi mà mình tiết kiệm được tới 11 đồng lận. Thành ra đó, nhiều lúc có nhiều người thì rất là tốt bụng, nghĩ là thôi chắc tôi chẳng đi đâu tiếp xúc với ai, tôi không cần phải chích ngừa đâu, thôi để dành cái phần tiền đó để làm nhẹ gánh bớt, làm nhẹ cái gánh nặng cho xã hội, để cái chính phủ dùng cái tiền đó cho những cái người khác cần hơn tôi. Đó là những cái tấm lòng rất là quý hóa của một số các cái ông bà cụ mà cháu có may mắn có dịp tiếp xúc tới, thì cháu không muốn nêu tên ở đây. Chút nữa thì cháu có một cái phần bé bé, một cái phần cháu sẽ trả lời một số các cái câu hỏi mà đã gửi vô cho cháu trong tuần vừa qua. Rồi bây giờ thì liên quan đến các cái chủng ngừa mà có liên quan tới coronavirus thì mình biết rồi. Ngày hôm nay đã bắt đầu là chích cho các nơi rồi. Các nhân viên y tế thì được chích trước, sau đó là những người mà người lớn tuổi, người già, những người bị risk cao. Thế thì trong số 303 các cái nghiên cứu trên toàn thế giới mà có liên quan đến coronavirus, quý ông bà và anh chị em, có tới trong số đó thì có 32 cái nghiên cứu về các cái loại vaccine khác nhau. 32 các cái nghiên cứu vaccine nhá, trên toàn thế giới. Nước Mỹ này có vài chục cái, rồi bên Tàu có mấy cái, bên Anh, bên Pháp, bên Canada cũng có làm riêng cả. Rồi ông bà có nhớ là tuần trước cái cháu có nói về cái chủng ngừa BCG, chủng ngừa ngừa lao đấy. Cái ngừa lao hồi xưa là các cái quốc gia nghèo của mình như là quốc gia Á Châu hay Phi Châu thì được chích cái loại ngừa lao đó. Thì nó hơi, khi mà chích xong thì một trong những cái phản ứng phụ là nó để lại cái sẹo trên cái tay. Để lại trên cái sẹo trên cái tay. Thế thì người ta thấy rằng nó có một cái sự liên quan về cái hệ miễn nhiễm của những người được chích cái đó với lại cái coronavirus, có vẻ giống như là những người nào chích cái BCG cách đây vài chục năm thì những người đó bây giờ họ có khả năng họ chống lại được cái con coronavirus đó, mà người ta không có đầy đủ data, không có đủ dữ liệu để người ta chứng minh cái điều đó. Cho nên bây giờ có tới 26 các cái cuộc nghiên cứu khác nhau khắp nơi trên toàn thế giới này, người ta nghiên cứu mà về cái thuốc chủng ngừa lao đó, người ta coi nó có tác dụng với lại cái con coronavirus như thế nào. Rồi cũng có các cái chích ngừa khác mà về rời leo này. Rời leo nó cũng có một cái cuộc nghiên cứu, nó đang xem coi nó có liên quan đến coronavirus, có thể chống được hay không này. Rồi còn hai cái nghiên cứu về cái bệnh bại liệt, bệnh polio, rồi các cái bệnh về ban sởi, bệnh quai bị của trẻ em. Đó, cũng rất là nhiều nghiên cứu ở các thế giới, trên thế giới về cái đó. Rồi có 47 các cái nghiên cứu khác nhau về vitamin C nha. Các ông bà, quý vị, anh chị em nhớ là cái vitamin C nó có hay quá, nó rẻ tiền quá mà nó hay quá, nó giúp người ta vậy. Trong số 303 cái nghiên cứu trên toàn thế giới mà có tới 47 cái nghiên cứu là có liên quan về vitamin C. Người ta xem cái vitamin C nó giúp cơ thể mình chống lại cái con coronavirus như thế nào, thấy lợi hại không? Nó rất là rẻ, một cái viên thuốc nó có chừng vài sen, nó rẻ rề. Rồi vitamin D, mình cứ đi nắng nhiều thì có vitamin D, còn nếu không thì cũng ra tiệm thuốc Tây mua một lọ vitamin D 2000 International Unit hay là 1000 International Unit gì, nó cũng cỡ chừng 5 đồng, 7 đồng, 10 đồng thôi. Nó cũng giúp, mà có tới 69 cái nghiên cứu khác nhau nha quý vị. 69 các cái nghiên cứu về vitamin D, coi vitamin D nó chống cái con coronavirus như thế này. Rồi có 38 các cái nghiên cứu về kẽm, cái chất kẽm, chất zinc đó, để coi nó giúp cơ thể mình chống lại cái con coronavirus nhé. Xong rồi có hàng trăm, có cả 100 cái nghiên cứu về các cái loại thuốc loãng máu, các cái loại thuốc loãng máu khác nhau mà quý ông bà và anh chị em mà bị bệnh tim. Bệnh tim rất là thân thuộc, rất là quen thuộc với các loại thuốc loãng máu này, nó giúp cho chúng ta chống bị đau tim, heart attack này, nó chống cho chúng ta bị có các cái cục máu bầm này. Cái khi mà cái con virus này nó tấn công cho trong người mình, các cái từ coronavirus hoặc là từ các cái con virus mà thông thường hàng năm mình vẫn chích ngừa đó, thì một trong những cái chuyện nguy hại nó làm cho mình, nó làm cho cái cục nhiều cái máu ở trong người mình có một số chỗ nó bị đông lại. Mới đầu nó đông lại một cục bé tí, nó bé tí thôi, mắt mình không nhìn thấy được. Nhưng mà cái cục máu li ti bé bé đó nó làm cho các cái mạch máu nhỏ xíu ở trong người mình nó bị nghẽn lại, nó không có di chuyển được, không có di chuyển được, cái thành ra cái chỗ đó, cái vùng chỗ đó ở vùng cái chân đó hay là
cái chỗ cái nọ trong kia trong người mình nó bị đau, nó bị sưng, bị đỏ, rồi nó có những cái chuyện khác nó sẽ xảy ra phiền phức hơn. Mà nếu mà mình không kịp chữa nó thì cái cục máu đông đó, cục bé tí đó từ từ nó sẽ phát triển to ra. Nó to ra có khi rồi nó còn nguy hại hơn nữa là nó chạy. Nó chạy chẳng hạn như nó chạy từ chân, nó chạy từ cục máu đó, khi mà nó vỡ ra khỏi cái thành mạch máu rồi nó travel, nó chạy từ dưới chân mà nó chạy lên tới trên phổi là nguy hiểm vô cùng. Nó có cái bệnh đó nó rất là nguy hiểm, quý ông bà và anh chị em, thuốc loãng máu. Rồi sống vui vẻ, quý ông bà anh chị em nhớ nhé, bây giờ chúng ta ôn bài lại sống vui vẻ này. Chích ngừa hàng năm thông thường không có được quên á. Không có sợ sệt là đến văn phòng bác sĩ chờ đợi. Có nhiều văn phòng bác sĩ là chúng ta chỉ có ngồi yên trên xe thôi, đi ngang mà ta chích cho mình ha. Rồi dùng các cái loại vitamin C này, vitamin C này, vitamin D này, các cái chất kẽm này, các cái thuốc loãng máu thông thường như là bây giờ đại đa số chúng ta những người mà lớn tuổi, những người mà hay bị bệnh về tim mạch hay uống cái aspirin, baby aspirin 81mg thuốc loãng máu đó. Những cái thuốc này là những thuốc mà nó tràn gian đại hải, nó đầy hết tất cả mọi nơi ở trên thế giới, tất cả trong cái tiệm thuốc này nào cũng có, rẻ tiền vô cùng. Quý ông bà và anh chị em không cần phải tốn mấy trăm đồng đi mua cái lọ thuốc chỗ này hay là nghe quảng cáo chỗ kia để mà giúp đâu. Những cái thuốc đó đang được tổng cộng tức là mấy trăm các cái nghiên cứu khác nhau này. 47 cái nghiên cứu về vitamin C, 69 các nghiên cứu về vitamin D, 38 cái nghiên cứu về chất kẽm, 100 cái nghiên cứu về các thuốc loãng máu, nó giúp cơ thể mình chống lại cái con coronavirus. Đó là các cái hội đồng khoa học ở các nơi người ta thấy những cái chất thông thường như vậy mà nó giúp người ta chống lại cái con coronavirus. Người ta chưa làm xong, thành nên chưa chứng minh được bằng dữ kiện trên giấy tờ. Nhưng mà mình biết đó, những cái thứ đó, mình ra mình cứ mua đi, mình xài đi, nó cũng rẻ tiền vô cùng. Bây giờ mình test positive rồi, mình đang ở nhà, mình lo lắng quá. Bảo con, bảo cháu hay bảo anh em, bạn bè, mày đi ra kia mua cho bố cái này, hay là con đi ra mua cho ba, hay là mua cho mẹ lọ thuốc này, lọ thuốc kia ngoài tiệm đem về uống. Rẻ tiền vô cùng. Nó chẳng mất mát gì cho mình, mình cứ xem nó giống như là một cái phần thức ăn. Mình ăn thêm vào cơm, vào thêm vào phở, vào gạo mình ăn hàng ngày. Những cái chất đó nó giúp cho các cái lính tráng ở trong người mình đánh nhau với cái con coronavirus, thắng lại được nó. Mình không sợ nó, mình không sợ nó. Cơ thể mình, Thượng Đế ban cho mình có những cái sức chống trả kỳ lạ. Mình đừng có buồn phiền, mình sống vui vẻ, mình ngủ đầy đủ các cái chất sinh tố. Thế thì more than hơn 50% là mình đã thắng nó rồi. Đó, còn nếu mà mình lo âu, mình sợ sệt, tức là đã hơn 50% là nó đã already nó thắng mình rồi. Đó, mình không có được để cho nó thắng mình. Đó, mình phải chiến đấu với nó. Rồi thì cháu có nhắc thêm quý ông bà đó là những người nào mà ở nhà có cháu nội, cháu ngoại, các anh chị em mới lập gia đình, có các cháu nhỏ mới sinh ra, không nên ngần ngại mà đưa các cháu đi chích tất cả các cái thuốc chủng ngừa cần thiết cho các em sơ sinh mới đẻ, các học sinh tiểu học, trung học cho đến khi mà ra đại học. Những cái tai hại do mình không chích ngừa những cái đó bây giờ mình không thấy đâu. Nhưng mà một năm nữa, hai năm nữa, ba năm nữa hay là vài tháng nữa mình sẽ thấy những cái đó nó sẽ cộng với lại các cái nguy hại mà từ cái con coronavirus nó lên, nó sẽ làm một cái tác dụng cộng hưởng, nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Quý ông bà và anh chị em nhớ nhé. Rồi, thì những người mà khi mà test positive rồi, again, mình cũng vẫn chưa sợ, mình dùng các cái vitamin, mình đi ngủ đủ và mình phải rà lại trong người của mình từ sáng cho đến tối, từ đầu xuống chân mình có những triệu chứng gì. Nhiều khi người ta test positive ngay lúc đó không nghĩa là ngày mai hay một tuần nữa là tôi sẽ chết, về nhà chăn chối với lại vợ con hay là bạn bè khóc lóc, bây giờ tao không biết làm sao, khổ quá, sao lại bị như thế này, thế là lo lắng, buồn phiền, sợ quá, tự mình cách biệt ra, tại vì mình không muốn mình làm hại cho những người bạn bè hay là những người thân yêu trong gia đình mình. Rồi con cái, anh chị em trong gia đình cũng sợ hãi, đó là nó cả thành một cái nỗi khủng hoảng, sợ sệt cho nó lan tràn từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Mình cứ vui vẻ,
cứ sống vui vẻ. Bây giờ mình có test positive rồi, mình có buồn nó cũng chẳng làm gì hơn được. Nhưng mà mình vui đi, mình vui lên thì may ra là mình sẽ là thắng lại được nó. Ngủ đầy đủ, uống các cái chất sinh tố mà cháu vừa nói hồi nãy, vitamin C, vitamin D, chất zinc, các cái chất thuốc bán over the counter mà nó có cái thuốc kinin, đó, Quercetin, những cái đó mình ra ngoài over the counter lên eBay đi mua, ra tiệm thuốc tây mua, nó rất là nhiều và thông dụng. Nếu mà mình không có các cái triệu chứng đặc trưng của cái coronavirus, như là mình bị cái mũi của mình mất khứu giác, không có ngửi được mùi thơm, hoặc là cái miệng của mình không nếm được mùi mặn hay mùi ngọt, đó là hai cái triệu chứng đặc trưng của cái con coronavirus. Thì even nếu mà mình test positive mình cũng không sợ, cái test đó có thể là sai, có thể nó là false positive. Quý ông bà anh chị em nhớ nhé, mình cứ cố gắng vui vẻ sống, tách biệt ra, bảo vệ người nhà của mình, nhưng mà mình không có buồn phiền, không có sợ hãi. Quý ông bà và anh chị em nếu mà còn nhớ là tuần rồi cháu có nêu lên một cái vấn đề về cái vaccine mà đã được approve ngày hôm nay của thứ sáu vừa rồi của cái hãng Pfizer BioNTech đó, là nó đòi hỏi một cái điều kiện bảo trì vô cùng nghiêm ngặt, âm 94 độ F. Thì hầu hết tất cả các cái văn phòng bác sĩ hay là các cái nhà thương, nhà thuốc, các cái tủ lạnh của họ, những chỗ đó không có tủ lạnh nào có khả năng làm lạnh tới cái mức độ đến như vậy. Thành ra mà nếu mà không bảo trì lạnh được như vậy thì cái thuốc nó trở nên nó bị thay đổi đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ rồi. Nếu mà mình không sử dụng nhanh kịp trong vòng 24 tiếng hay là có nơi nó nói là 5 ngày đó, thì cái thuốc đó nó trở nên vô hiệu. Thế thì có một số nơi thì lại lo sợ, bây giờ tôi phải order một cái tủ lạnh đặc biệt để chứa đựng những cái đó. Thế thì riêng cá nhân cháu thì từ bữa đến giờ thì cháu cũng có một số suy nghĩ mà cũng hay. Ngày hôm nay cháu muốn chia sẻ với lại quý ông bà và anh chị em. Có một anh kỹ sư Dũng ở bên Canada. Ở bên Canada coi cái chương trình này của Đài Việt Mỹ TV, ở bên đó anh coi bằng YouTube, anh coi được và anh có liên lạc với cháu. Thì anh nói rằng là người ta có thể bảo trì được cái nhiệt độ thấp đó, thậm chí là còn lạnh hơn nữa bằng là nước đá khô. Nước đá khô, dry ice. Thế thì dry ice nó như thế nào? Thì chúng cháu không có thời giờ, chúng cháu nói ở đây. Nhưng mà quý ông bà và anh chị em nếu mà ở trong nhà còn trẻ thì có thể đi vào internet tìm hiểu dry ice là như thế nào, làm sao mà làm được, thì mình có thể mình biết được là nó sẽ làm lạnh đó như vậy. Và một cái yếu tố khác cũng vô cùng quan trọng mà cháu rất là vui mừng cháu nói cho ông bà biết ở đây, đó là chắc chắn rằng là chính phủ và nhà thuốc Tây, cái nhà sản xuất thuốc Pfizer đó và cái hãng BioNTech, họ cũng biết rằng là trong cái quá trình vận chuyển thì phải bảo trì cái thuốc nó như thế nào để mà nó không có bị hư hại. Thế thì trong cái gói hàng, trong cái hộp hàng mà họ gửi đi cho mình đó, họ có những cái design rất là đặc biệt ở trong đó, và nó có thể nó giữ được cái nhiệt độ lạnh đến như vậy. Thì khi mà chúng ta nhận được những cái hộp như thế mà nó gửi về tới văn phòng bác sĩ hay tiệm thuốc tây của mình á, thì mình cũng cứ giữ yên nó ở đó đi. Mình để cả cái hộp đó vào trong cái tủ lạnh của mình luôn. Đó, thế thì cái chain để mình giữ được nó sẽ lâu hơn. Và hơn nữa thì cái số lượng vaccine mà nó cung cấp vào trong cái thời gian này á, thì chắc chắn là nó sẽ không đáp ứng đủ cái yêu cầu cần thiết cho toàn dân chúng của Mỹ. Và cái hãng Pfizer họ đã nói rồi, cái đợt cung cấp hàng đầu tiên này của họ cho nước Mỹ, đó là họ cung cấp được lần này thôi. Sau đó rồi họ không thể cung cấp nữa, họ phải chờ đến tháng 6 năm sau, đến tháng 6 năm 2021, tức là khoảng 6 tháng nữa, họ mới có một cái đợt hàng thứ hai họ cung cấp cho mình. Bây giờ mình được mấy chục triệu mũi chỗ này chỗ kia đó, thì đó là that's all. Nhưng mà mình lại có cái tin mừng khác, đó là cái hãng Moderna. Moderna chắc là tuần này đấy. Chắc là tuần này thì hãng cái sản phẩm đó sẽ được FDA họp lại để họ xem xét nữa. Chúng ta có thể sẽ có cả hàng trăm triệu các cái mũi chích từ hãng Moderna đưa ra cho chúng ta nữa. Mà cái thuốc chủng ngừa của hãng Moderna thì nó không cần phải bảo trì một cách nghiêm ngặt đến âm 94 độ C như vậy. Thì ở đây nhân tiện đây thì xin cảm ơn kỹ sư Dũng ở Calgary ở bên Canada đã góp ý kiến về cái nước đá khô. Xin cảm ơn anh, rất là ngạc nhiên.
Một cái phần nhỏ trong chương trình hôm nay thì cháu xin phép các quý ông bà và anh chị em trả lời một số các cái câu hỏi mà cháu nhận được trong tuần vừa qua. Những câu hỏi này nó có tính chất rất là thông thường ở trong cái đời sống của mình. Đó, thế là có anh Thịnh ở Santa Ana, anh hỏi rằng là dược sĩ ơi, tôi có cái thuốc của đàn ông, cái viên màu xanh đó. Bây giờ sao nhà thuốc Tây lại đưa cho tôi cái viên nó màu trắng? Thì tôi không thích, tôi chỉ uống cái viên màu xanh thôi. Thế bây giờ dược sĩ thấy là tôi đòi như vậy là có đúng đắn hay không? Tại vì nhà thuốc Tây họ bảo là họ lúc đó họ không có cái viên màu xanh nữa, mà nó mắc tiền quá, bảo hiểm nó không cover. Thế thì anh Thịnh ơi, cái thuốc khi mà nó đã ra là generic, tức là nó cái bản quyền của cái hãng thuốc nó hết đó, thì chính phủ cho phép các cái hãng khác nó nhảy vào, nó làm, nó copy cái công thức đó. Thế thì khi mà cái hãng chính mà nó sản xuất thuốc đó, khi cái quá trình nghiên cứu cái công thức sản xuất thuốc như thế nào đó, họ phải nộp hết giấy tờ công thức đó lên cho chính phủ, và những cái đó nó trở thành giống như là tài sản quốc gia, nó được bảo trì trong cái khoảng thời gian ví dụ như là 3 năm, 5 năm hay là một cái khoảng thời gian nào đó mà theo luật để người ta cho phép cái hãng này được toàn quyền bán, độc quyền trên thị trường. Mà sau khi cái khoảng thời gian nó hết rồi thì các cái hãng khác được phép photocopy, sao chép cái công thức này để mà làm ra cái thuốc tương tự như vậy. Nhưng mà tuy nhiên khi làm tương tự như vậy không được bắt chước hoàn toàn. Ví dụ như cái viên kia nó màu xanh, nó in cái hình chữ A với là số 2, thì bây giờ cái ông này muốn làm như vậy thì phải in cái màu khác hoặc là đánh cái chữ khác, chứ không được hoàn toàn bắt trước cái brand name. Thành ra đó là xin trả lời cho anh Thịnh rằng là cái viên màu xanh hay cái viên màu trắng gì nó cũng đều work giống nhau. Nếu mà anh hoặc là cái người nào bảo rằng ồ, tại cái viên màu xanh nó mới work, còn cái viên màu trắng nó không work, thực ra nó không phải vậy đâu. Cái đó là vấn đề về tâm lý thôi nhá. Chúc anh vui vẻ và an tâm. Có chị Thúy ở thành phố Garden Grove. Chị nói mấy ngày rồi tôi đi cầu ra phân màu đen thì cũng hơi bị đau bụng. Bây giờ tôi phải làm sao, xin dược sĩ giúp. Thế thì chị Thúy thân mến, cái này cũng dễ chữa. Thứ nhất là khi mà chị bị đeo cái đó thì giờ chị phải rà lại là trong vòng 24 tiếng hay là trong vòng 1-2 ngày vừa qua chị ăn cái gì. Chị có ăn cháo huyết không? Chị ăn huyết đó, cái huyết nó là cái huyết nó làm cho phân của mình nó màu đen. Rồi chị có ăn cái chất gì mà có nhiều chất sắt, nhiều chất iron quá, nó cũng làm cho phân của mình màu đen. Có người bị thiếu máu, bác sĩ bảo là phải uống thuốc bổ máu, thì một trong những số thuốc bổ máu đó là những cái thuốc mà nó có chất sắt ở trong đó. Những cái đó nó cũng làm cho phân mình có màu đen. Và một cái chuyện khác nữa đó là mình có thể mình bị chảy máu ở trong bao tử. Thì quý ông bà và anh chị em biết rằng cái đường ruột của mình đó, nó tính từ cái miệng của mình mà nó xuống tới hậu môn đó. Nếu mà mình giả sử như nó giống như là cái ruột hay cái ống xe đạp, nếu mình kéo dài nó ra thì nó dài lắm, nó dài nhiều thước. Thế thì khi mà mình bị chảy máu ở phía bên trên á, khi mà nó chạy xuống đến gần với cái hậu môn rồi á, thì cái máu đỏ nó chạy trên này nó xuống với hậu môn thì nó thành màu đen, thì nó làm cho cái phân của mình nó màu đen. Thì trong trường hợp nếu mà mình bị chảy máu ở trong đường ruột ở bao tử mà phía upper GI tract, thì quý ông bà và anh chị em có thể uống các cái thuốc như là PPI, đó là cái thuốc mà nó giảm cái chất sản xuất rồi acid ở trong người mình, nó shut down các cái acid production ở trong người mình, thì nó sẽ làm cho cơ thể mình các cái màng nhầy ở trong phía bên trong các cái ống ruột bên trong bao tử mình nó có khả năng nó sửa chữa cái chỗ mà bị rách chảy máu ở đó. Thì uống cái thuốc đó thì trong vòng có một vài ngày thôi, có thể là những cái vết mà nó không có nghiêm trọng thì nó có thể nó sẽ bị hết. Xin chị Thúy an tâm nhé. Chị nếu có thắc mắc, chị có thể liên lạc được với em ở nhà thuốc Professional Pharmacy. Chúng em có 3 địa điểm, một cái ở trên đường Westminster, bên cạnh tiệm cà phê đầu làng, đối diện bên kia đường là Lexus Westminster. Đi sâu ở bên trong thì có trung tâm y tế của bác sĩ, nhiều bác sĩ ở trong đó lắm, trong Hospital Circle. Rồi cái trung tâm thứ hai của chúng cháu là trên đường First. Trên đường First gần bên cạnh trong cái khu thương mại của
Viễn Đông Seafood. Quý ông bà anh chị em nào ở thành phố Santana mà có thèm seafood thì không cần đi xa, đi vào trong đó chợ cá Viễn Đông có bán cá chiên nó cũng ngon lắm. Một cái location nữa của chúng cháu có là ở trên đường Fairview, trong cùng trung tâm y tế với lại bác sĩ Kevin Mai, Fairview Medical Center. Quý ông bà có thể liên lạc với chúng cháu ở số đó. Số điện thoại đơn giản là quý ông bà nhớ là 714-893-2464. Xong rồi quý ông bà sẽ gọi chúng cháu hỏi, tôi muốn đi chỗ này, tôi muốn đi chỗ kia, thì các anh em trả lời điện thoại sẽ chỉ dẫn cho ông bà biết. Còn ngoài ra thì quý ông bà có thể liên lạc trực tiếp với các bác sĩ của mình nhé. Các bác sĩ của mình rất là tốt, rất là giỏi. Quý ông bà không quên liên lạc với bác sĩ của mình. Rồi chú Dương ở thành phố Santana bảo cháu Duy ơi, nhịp áp suất máu của huyết chú thì bình thường, nhưng mà khi đi ngủ thì chú bị khó ngủ quá, tim của chú có nghe nó đập thình thình, thì bây giờ chú Dương đã trong mấy ngày hôm qua thì chú đã đi gặp bác sĩ của chú rồi. Bác sĩ có cho chú đeo một cái máy trên người 24 tiếng hay 48 tiếng đó, rồi bác sĩ sẽ monitor các cái nhịp tim đập của chú. Tuy nhiên thì chú bảo với cháu rằng là cái áp huyết của chú vào cái lúc buổi tối, mà lúc mà chú nghe tim nó đập thình thịch, áp huyết của chú nó vẫn bình thường, thì more likely thì theo quan điểm của cháu thì có lẽ là về vấn đề tâm lý thôi. Chú cứ cố gắng, chú đừng lo lắng. Chú cứ hít chậm, hít thở chậm và hít thở sâu, có thể là nó sẽ giúp cho chú đi ngủ lại. Còn ngoài ra thì cái vấn đề mà điều trị bệnh này là vấn đề của bác sĩ. Bác sĩ được huấn luyện về vấn đề này rất là giỏi hơn chúng cháu. Chúng cháu chỉ là những người bán thuốc, chúng cháu biết về thuốc thôi. Còn về điều trị thì đó là của các bác sĩ. Bác sĩ tim của chú đang quan tâm, lo lắng cho chú đó. Chú cứ an tâm, chú chờ kết quả của bác sĩ chú nha. Cô Hồng ở Toronto, cũng một ngạc nhiên, cô Hồng ở Toronto cũng coi chương trình này trên YouTube. Cô có thắc mắc rằng là tôi bị táo bón, mà bây giờ ở bên này, hồi xưa tôi có hay xài cái thuốc mà nó có cái đồ bơm, có cái bọc to to ở bên dưới, rồi mình nhét vào hộ môn rồi mình bơm đó, cái nó bơm nước, bơm gel vào đó. Bây giờ ở đây tôi không có nữa, thì bây giờ làm sao? Thưa cô Hồng, cái này thì cô không có cái loại đó, thì có thể là mỗi một cái market, mỗi một cái vùng họ có những cái phân bố hoặc là họ approve những cái sản phẩm khác nhau tùy theo cái nhu cầu về merchandise ở mỗi cái chỗ đó. Thì mình không có cái loại bơm nước này thì mình lại có cái loại khác. Có cái loại khác ở bên đó chắc chắn là sẽ có những cái loại đó, thì xin cô Hồng vui lòng. Cô cứ liên lạc với là các cái bác sĩ và cái dược sĩ nhà thuốc Tây ở gần chỗ của mình. Thì chắc chắn là sẽ giúp được cô. Và cô cũng có nói với cháu rằng là mỗi một ngày cô uống tới cả 30 cái viên thuốc. Cô có bệnh cao máu, bệnh tiểu đường, rồi bệnh Parkinson, uống nhiều thuốc quá. Mà hỏi ra thì cô mới nói là cô uống nước không nhiều. Tại cô bảo cô uống thuốc nhiều lúc tôi ở trên lầu rồi cô buồn tiểu quá rồi cô chạy xuống không kịp. Không được, cô không thế. Cô uống phải uống nước tuyệt đối, cô phải uống nước thật là nhiều. Cô nhá, các ông bà và anh chị em khi mình uống thuốc hay không uống thuốc, mình vẫn phải uống nước nhiều để bảo trì cái thận của mình. Cái thận của mình nó là cái máy bơm mà lọc nước ở trong người mình. Nó làm việc tốt. Nếu mà mình có uống đủ nước, nếu mình không uống đủ nước thì cái thận này nó sẽ yếu đi. Nó sẽ yếu đi, dần dần nó sẽ yếu đi dần dần. Thì làm sao mình biết được? Đó, mình thấy là mình đi cầu khó ra là mình biết này. Mình thấy da mà nó tái tái là mình biết rồi này. Đấy, mà quý ông bà và anh chị em nhớ, chớ có bao giờ mà mình để thận của mình nó yếu đến cái mức độ mà da của mình nó tái nhá. Nếu mà da của mình nó tái mà đến nỗi đến như thế đó là nguy hiểm lắm rồi. Quý ông bà và anh chị em nhá. Nhớ nhá. Thôi bây giờ cháu xin nhắc lại. Ngày hôm nay có tin mừng, thuốc chích ngừa COVID-19 đã có. Quý ông bà và anh chị em nhớ đăng ký, nhớ ghi tên với văn phòng bác sĩ và nhà thuốc Tây của mình để mà hẹn rời ra chích. Đồng thời, tất cả chúng ta già trẻ lớn bé, từ các cháu sơ sinh mới đẻ cho đến người lớn, không bao giờ được quên những cái thuốc chích ngừa thông thường. Đó là hai điều nha. Đăng ký chích ngừa COVID-19, không được quên cái việc chích ngừa hàng năm thông thường. Thứ ba,
ngủ đầy đủ, uống các loại vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, multivitamin, uống nước đầy đủ, giấc ngủ đầy đủ. Thế nếu mà quý ông bà và anh chị em làm được những điều mà cháu nói thì cái khả năng là mình thoát ra khỏi cái cơn dịch này thì nó rất là cao. Chúng cháu xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em theo dõi chương trình này. Hẹn gặp quý ông bà và anh chị em lần sau. Xin chúc quý ông bà và anh chị em một ngày mới vui vẻ.